Dâu dâu dâu, ba con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với Amazzy trong C bình luận PK lên server. Ngày hôm nay các bạn đã nhìn thấy Amazzy hàng nhái rồi. Vâng, tất nhiên rồi, Amazzy hàng nhái của server US vẫn luôn là một cái gì đó rất khó chịu dành cho những anh em ở server này. Nhưng mà cái server này nó còn khó chịu hơn khi mà nó lại đang lỗi rồi anh em ạ. Chán cái server bỏ mẹ US này thật sự. Đây các bạn nhìn thấy đây này, mình đang còn 5-6 trận này. Vì hôm qua mình cái ác này đầu tiên là định làm clip livestream này đúng không? Mang ra livestream ấy thì thắng trận đầu không sao, thua trận thứ hai cái nó lại lỗi. Không biết là đến buổi sáng ngày hôm nay nó đã hết lỗi hay chưa anh em ạ. Hy vọng là nó hết. Chứ không thì cứ thắng với thua xong rồi hiện thằng Terry ra dòng lag xong rồi lại quýt ra ngoài, nó khó chịu lắm đúng không? Mặc dù là thắng thua là điểm nó quan trọng đấy, nhưng mà với mình thì thế mình không thích lắm rồi anh ạ, đúng không? Thế nó mất vui. Lấy ai đây? Chế độ 100% độc chiêu nha anh em nha. Elizabeth thì lại không sợ cheat. Đấy mới hay. Elizabeth thì lại không sợ cheat, nhưng mà Saiki thì có đấy. Đấy là muốn tính cái bài gì nhỉ? Muốn tính cái bài ấy đi mà anh em. Muốn tính cái bài để mình cho mình chém vào kia đây mà. Nào, không biết là nó có lỗi hay không nhưng anh em, hy vọng nó không lỗi thì chúng ta có một clip nó trọn vẹn hơn. Đến từ server US này. Chứ không thì cứ lỗi lầm mình ghét. Tập tay thôi, mình đánh trước mà. Lỡ nó mẹ thế. À, nhưng mình không có tanh nha mọi người, nói mới nhớ là mình không có tanh. Cái này thì mình đâu cần phải dùng con chít làm gì đâu các bạn. Đám hay không mẹ, để làm cái gì, hiệu ứng để làm cái gì đúng không? Mày không bị lửa đốt thì mày vẫn bị boom boom thôi đúng không? Mày không bị lửa đốt thì mày vẫn bị boom boom thôi. Mày tao mang Elizabeth rồi, tao mang Hen rồi, chém thì giết người bây giờ láo toét. Mày nghĩ tao không dám mang Hen rồi tao chém mày. Mày tao đánh tất tay luôn đi chứ. Mày làm như kiểu tao không dám chém mày ấy, đúng không? Mẹ thằng Shibakushi này. Bạn làm như kiểu mẹ Elizabeth của bạn bất tử ấy. Tôi chém hết, tôi sợ gì? Tôi chém hết, tôi sợ gì đâu. Tôi chém hết thì tôi sợ chó gì bạn. Bạn làm như là tôi sợ bạn lắm. Không tanh nó khó chịu quá. Thank you.
Không tanh nó khó chịu quá anh em ơi. Nó giải ra được rồi. lên một máu có nhịp kìa. Tôi không chém được bạn à? Bạn nghĩ tôi không chém được bạn à? Bạn nghĩ tôi không chém được bạn à? Mẹ mình thua tướng à? Mình thua tướng anh em. Đâu? Mình đánh trước. Mình thua tướng nhỉ? Cày nhỉ? Thua tướng rồi. À, thế mà không đủ nhịp chém nó nhỉ? Nhưng mà đừng lỗi là được anh em nhá. Ê, nó mới chán công xe vào bố ẹp này. Tại vì anh em đúng đồng xu rồi anh em ạ. Chán thật sự đấy đúng không? Chán. Đánh cái này nó mất hứng lắm đúng không? Nhưng mà đánh cái này lại mấy ông mà thích điểm điểm cao, mấy ông thích danh cao thì lại sướng đúng không? Vì thắng thì nó lại được cộng điểm, mà thua thì nó lại không trừ điểm đúng không? Nhưng mà với một người mà livestream vì đam mê, livestream vì bốc phét với cả chém gió như mình thì thấy nó bình thường quá thôi anh em. Cứ ra ra vào vào nó cũng chán, đôi khi nó cũng chán đấy, đúng không? Cứ thả thắng cộng điểm, thua trừ điểm thế thôi. Đây là ok rồi. Bây giờ cứ nhằn nhằn mỗi thứ một mỗi lốp mỗi kiểu, đéo ai biết thế nào mà lần đâu đúng không anh em. Xong rồi mất thời gian lót ra lót vào, đi ra đi vào mất mẹ đâu đó tầm khoảng 3 phút anh em đúng không. Cứ mỗi lần như này á, lót ra lót vào đúng không, lót dinh no data user các kiểu đúng không, cũng phải mất lanh quanh mất phút 2 phút rồi 3 phút trong thời gian đó thì đúng không. Nhé, bình thường ví dụ đơn giản mình cứ tính đâu, ví dụ nhiều thua một game rồi nó không sao, bây giờ các bạn cứ thử thua liền nhé. Ví dụ đơn giản như mình thua game đầu ấy đúng không, mới chỉ thua một game thì nó không sao, bây giờ các bạn thua thử mẹ về tầm khoảng 4-5 game xem, 4-5 game liên tục xem các bạn có ức chế không đúng không. Bây giờ mà thua game nữa đúng không, xem có ức chế không anh nhá. Lúc đấy nó lại ức chế thật sự đấy nhá. ASEAN của server S92, hy vọng của chúng ta có một chiến thắng để không phải thoát ra thoát vào nữa. Ôi dồi ôi, init thì các bạn bên kia Elizabeth, Kula dốc, giáp càng nhỉ, nó phải lấy dốc rồi. Mình chờ để hên xui vả phát thì chết. À nhưng mà không được, kèo này thì mình không để cho nó giáp được các bạn. Init là bị hiệu ứng anh em nhá, anh em thông cảm là init nó lại bị hiệu ứng này. Khổ. Còn init này không giải được hiệu ứng anh em ạ. Nên là ví dụ như bị giáp nó đang bom đầu đến cuối thì nó lên được nộ thì cũng chết. Cuộc sống nó khó khăn. Anh em ạ. Là đành phải chịu thôi. Nên chúng ta đành phải đánh kiểu thế thôi. Bắt buộc chúng ta phải đánh kiểu thế anh em ạ. Là dốc rồi cả init nữa anh em nhá. Đây, 4 võ sĩ này. Sau khi mà con EZ chết thì lên xui. Thằng này hơi ấy. Bình thường là mình cho cả mây trò vào luôn. Bên kia có Elizabeth dốc với cả mây trò vào luôn anh em. Tại sao lại là như vậy? Thì lúc đấy thì
Init nó mới không hit được thằng nào anh em. Đúng rồi, Init nó mới không hit được thằng nào. Chưa để Init nó hit, Init nó hit hai mạng con này đúng không? Thì nó thêm thành 4 mạng thì nó sẽ ngon à, đúng không? Tự nhiên thành 4 mạng nó sẽ ngon này anh em. Má được tiền liền. Hiệu ứng cái là nó khóc luôn mà. Nít này bị hiệu ứng cái là nó khóc luôn anh em. Nó hiệu ứng cái là nó khóc ngay mà. Ê nhè. Áo sức cấu nhè. Mẹ mang con Mai vào bức lộ nó xem nào. Mẹ. Quên mẹ mất Mai bức lộ hàng sau kìa. Cấu tê nhè. Tuy nhiên găm bom là dốc hợp lý hơn. Đúng anh em. Chính nhiên găm bom là dốc hợp lý hơn. Cái nhìn Aren này hơi sai. Đấy, chỉ đánh 3 con này thôi. Chỉ đánh 3 con này thôi, cứ thêm con nào vào là lại một cái đòn, lại một cái bài sai sách. Mình cũng chỉ đánh 3 con này, đến đây mình chỉ đánh 3 con này. Thêm được cái mạng của con ấy kia nữa thì đỡ thêm một mạng nữa. Ai, về lên người tài thì mình rất thua. Đại ca luôn, chính con mình. Con chó lợn thì nó hiệu ứng với nhau. Đấy, đúng không? Mình bảo chỉ cần liếm lên được 1-2 mạng nữa là ngon thôi. Cung la mà hiệu ứng tốt thôi. Ui, hai đấm liên tục á. Chuyện lạ. Điều gì vừa xảy ra vậy? Giật mình nhá các bạn nhá. Anh nhìn Aren này. Aren này hơi sai đúng không? Càng tiếp tướng mà điện càng sai. Nhớ nó thở luôn. Là nếu đóng băng được phát nào. Mình sắp tới mình phải lấy thêm mạng của con Kate nữa anh em nhé. Sắp tới rồi. Lý thuyết là như thế. Lại hiệu ứng nhỉ. Cáu nhỉ. Lý thuyết là như thế. Lý thuyết là như thế nhỉ. Để thêm mạng cho con Init thì nó khỏe không. Hay quá nhỉ. Ngon, mẹ quả này thêm được mạng nữa rồi. Auto thêm được mạng nữa rồi nha. Auto thêm được mạng nữa rồi. Ui, mẹ giật mình. Mẹ, nó truy kích nhanh thế. Hay quá nhỉ. Lấy mạng con mây chờ được dễ hơn thì nhờ. Găm bom một thằng dốc đấy đã. Đúng không, găm bom một thằng dốc còn lấy mạng con mây chờ được dễ hơn thì nhờ. Ba khiên của mây trời dễ đục hơn cái nội tại của thằng dốc, dễ đục hơn cả khiên của con Elizabeth nữa. Ula chết rồi ạ. Ula chết rồi thì sợ sao bây giờ nó sẽ nhảy vào nhé.
sau sợ Major nó nhảy vào ấy. Nhưng mà dù sao mình vẫn hơn tướng hơn nhỉ. Đúng không? Từ nãy giờ mình chết 2-3 con. Nó chết hơn rồi. Mình cho con gì vào thế nhỉ? Nếu con nào đánh sau được. Nó cho vào nhìn nó nhiều máu, đúng không? Cho vào nhìn cho nó nhiều máu. Nhìn cho nó nhiều máu cho nó thích. Mẹ mày. Nhìn cho nó nhiều máu cho nó thích. Nhìn cho nó nhiều máu cho nó thích anh em ạ, đúng không? Chắc chắn là mình hơn tướng rồi. Đây có 2 4, đây có 3 con. Ai da. Thắng thua thì cũng như nhau đấy, thì nản nhờ. Thôi, nghỉ thôi anh em. Đúng không? Thắng thua mà anh Terry anh cũng đều mẹ mày. Đúng tiền đồng xu này thì chịu rồi, đúng không? Thắng thua như nhau đây thì chịu thôi. Coi như clip này cứ chơi 2 ván, ván thua và thắng thì cho anh em biết là được rồi. Là server US như cái củ lìn vậy. Còn như lìn cái server US này lỗi lên lỗi xuống. Đúng không? Chả ai nỡ chơi luôn. Thế này chơi là làm gì nữa các bạn? Mất thời gian đúng không? Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip khác nhé. À, có lẽ chúng ta chuyển sang chơi server khác cho nó nhẹ nhẹ gánh thôi. Có lẽ lại tập trung GAV thôi nhá. Bye bye, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.